Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 30. Thủ hiếu bên mộ mẹ. Tang lễ xong, hòa thượng nhắm mắt tĩnh tọa ngay bên mộ phần mẹ. Lúc đó, ngài hoàn toàn buông xả tất cả, định chết đói tại mộ phần mẹ. Hòa thượng kể: lúc bấy giờ tôi chuẩn bị ở lại đó thủ hiếu. Lúc chưa mai táng mẹ tôi đã không nói cho ai biết rằng tôi muốn thủ hiếu. Trừ tôi ra, còn các thân bằng quyến thuộc, anh chị ruột của tôi đều không ai biết chuyện thủ hiếu này. Tại sao? Vì tôi làm việc gì cũng muốn làm một cách chân thật, chứ không muốn đánh trống la làng đi rao truyền khắp nơi. Chờ đến khi đem mẹ đến một phần chôn cất xong, lúc đó tôi thật sự buông bỏ tất cả. Tôi cũng không tha thiết đến việc vay mượn tiền của người ta, rồi ngồi xuống ngay bên mộ phần không đi về. Có người hỏi: tại sao còn chưa chịu về? Tôi nói: tôi muốn ở đây bầu bạn với mẹ tôi. Những người đưa tang nghe tôi nói kỳ lạ như vậy đều khuyên tôi nên về nhà. Bất cứ ai nói gì đi nữa, tôi cũng không nghe. Tôi ngồi trơ ra đó giống như không nghe biết gì hết vậy. Lúc đó trong tâm tôi cũng không thấy khó chịu, mà chỉ nghĩ: mẹ ơi, mẹ mất rồi, con nguyện ở đây cho có bạn với mẹ. Như vậy mẹ dù chết rồi cũng không cảm thấy cô đơn. Rồi tôi cứ ở lại đó thủ hiếu, đại khái là lúc tôi 19 tuổi. Ghi chú: mẹ của hòa thượng là Bạch Hồ Thị, người cao lớn mặt dài, thường mặc một bộ đồ màu lam cũ rách. Bà ăn chay niệm Phật. Lúc bấy giờ trong nhà có 18 người đều ở chung trong một căn nhà, và nhà rất nghèo. Bà sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái, và hòa thượng là con út, cũng là người duy nhất trong nhà được đi học. Lúc bà qua đời, trong nhà có hơn 10 người. Nhà nghèo đến độ hễ ăn bữa sáng là phải lo cho bữa chiều, thật không cách nào chu toàn tang sự. Cho nên hòa thượng đến trấn Lập Lâm mua chịu quan tài và mượn 300 đồng. Mẹ hòa thượng qua đời đúng vào lúc tiết thanh minh quét mộ. Đường lộ sình lầy, bùn nhơ rất khó đi. Không ngờ sáng sớm ngày thứ hai, khí hậu đột nhiên trở lạnh, trời rơi tuyết nên đường lộ kết băng. Sáng sớm các thân hữu đến nhà cô của Bạch Cảnh Học để giúp đỡ. Có 24 người luân phiên nhau khiêng quan tài, và họ đi nhanh tới phần mộ họ Bạch. Tại sao cần 24 người khiêng quan tài? Bởi quan tài có màu đỏ, bên trên có vẽ 24 đồ án hiếu tử, để biểu thị lòng hiếu thảo của các người con. Chôn cất mẹ xong, hòa thượng lưu lại một phần của họ Bạch không chịu về nhà. Thân hữu giúp đỡ ngài bằng cách dùng ba cây gỗ làm chân ba giá, hai bên dùng rơm lúa cao lương dựng thành tấm phên. Hòa thượng ở đó thủ hiếu. Hòa thượng nhờ anh em kết nghĩa Phan Nghĩa Chấn thay ngài hoàn trả vài trăm đồng tiền mua chịu quan tài. Ở khu Diên Gia có một vị là Trương Hải Xuân. Ông nhớ lại chuyện hòa thượng thủ hiếu như sau: có lúc hòa thượng lấy thùng đi xách nước, thấy người ngài cũng không nói chuyện. Nếu gặp người già hay trưởng bối, hòa thượng đã thiên với họ. Đã thiên là lễ tiết của người Mãn. Lúc hòa thượng thủ hiếu, danh hiếu của ngài truyền ra, người ta đều xưng gọi ngài là Bạch Hiếu Tử. Người ở cách xa cả trăm dặm như Mã Xuân Dương, Đường Ngọc Minh ở thôn Tây Hoàng Kỳ cùng chị dâu thứ ba của ngài thường thường đem cơm cho ngài. Tháng 11 năm 1994, hòa thượng ngã bệnh nặng, được trị liệu ở Los Angeles, California. Con của anh thứ ba ngài là Bạch Cảnh Học tới thăm và ở bên cạnh. Một hôm sáng sớm, hòa thượng bắt điện thoại của Phan Tú Dân gọi từ Harbin. Xong hòa thượng nói với Bạch Cảnh Học: con có biết Phan Tú Dân không? Bà mới gọi cho ta đó. Bà là con của Phan Nghĩa Chánh. Lúc ta đi ngang qua nhà bà ấy, bà mới có 8 tuổi nhưng rất biết chuyện. Hòa thượng trầm giọng nói tiếp: lúc bà nội con chết thọ 66 tuổi, ta đi đến tiệm quan tài ở trấn Lập Lâm mua chịu quan tài, lại mượn 300 đồng, là Phan Nghĩa Chánh trả nợ tiệm quan tài cho ta. Trải qua nhiều năm, ta không thiếu nợ ai gì cả, chỉ thiếu Phan Nghĩa Chánh 300 đồng. Nhưng ông ta đã qua đời lâu rồi. Nói xong, hòa thượng òa khóc nức nở.
Thấy ngài thương tâm như vậy, Bạch Cảnh Học cũng khóc theo và quỳ xuống an ủi hòa thượng, nói: "Sư phụ, xin sư phụ đừng khóc nữa, hãy chú ý thân thể, dưỡng bệnh là trên hết." Ha ha ha, 问什么的说